Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tiếng Nhật thật đơn giản. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu học từ vựng bài 1, Minano Nihongo nhé. Watashi. Watashi. Tôi. Watashi tachi. Watashi tachi. Chúng tôi. Chúng ta. Anata. Anata. Anh, chị, ông, bà, bạn. Đây là ngôi thứ hai số ít trong tiếng Nhật. Anohito. Anohito. Người kia, người đó. Anokata. Anokata. Đây là cách nói lịch sự của Anohito. Từ này có nghĩa là vị kia. Minasan. Minasan. Các anh, chị, các ông, bà, các bạn, quý vị. Sang. Anh, chị, ông, bà. Cách gọi người khác lịch sự bằng cách thêm từ này vào sau tên của người đó. Chàng. Chàng. Đây là hậu tố thêm vào sau tên của trẻ em, thay cho sằng. Hậu tố này thường được sử dụng sau tên của bé gái. Cừn. Cừn. Hậu tố thêm vào sau tên của em trai. Chin. Hậu tố mang nghĩa là người nước nào đó. Đây là hậu tố chỉ quốc tịch. Ví dụ, America Chin có nghĩa là người Mỹ. Sensei. Sensei. Thầy, cô. Chú ý là không dùng khi nói về nghề nghiệp giáo viên của mình. Từ này Hán tự có nghĩa là tiên sinh. Ngày xưa chỉ dùng để chỉ ba nghề là giáo viên, luật sư, bác sĩ. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có thể gọi nhiều người là sensei. Kiyoshi. Kiyoshi. Giáo viên. Gakusei. Gakusei. Học sinh, sinh viên. Kaishain. Kaishain. Nhân viên công ty. Đây là từ để chỉ nghề nghiệp nói chung. Shain. Shain. Nhân viên công ty. Nhưng chú ý là dùng theo tên của công ty nào đó. Ví dụ, IMC no Shain. Nhân viên công ty IMC. Ginkoin. Ginkoin. Nhân viên ngân hàng. Isha. Isha. Bác sĩ. Kenkyusha. Kenkyusha. Nhà nghiên cứu. Engineer. Engineer. Kỹ sư. Daigaku. Daigaku. Đại học. Bioin. Bioin. Bệnh viện. Denki. Denki. Điện. Đèn điện. Dare. Donata. Dare. Donata. Ai? Trong hai từ này thì Donata là cách nói lịch sự hơn và có thể dịch là vị nào. Sai. Hậu tố chỉ tuổi. Nan sai. Nan sai. Mấy tuổi? Bao nhiêu tuổi? Ơi kích sự. Ơi kích sự. Đây là cách nói lịch sự của nan sai. Hey. Vâng. Dạ. Hey. Ie. Ie. Không. Shitsurei desu ga. Shitsurei desu ga. Xin lỗi. Đây là câu xin lỗi khi mình muốn hỏi thông tin cá nhân của một người nào đó.
お名前は？お名前は？Tên của anh chị là gì ạ? Hajimemashite. Hajimemashite. Rất hân hạnh được gặp anh chị. Đây là lời chào lần đầu tiên gặp mặt, là câu nói đầu tiên trước khi giới thiệu về mình. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh, chị. Có thể nói tắt là yoroshiku. Kochira wa? Đây là anh, chị, ông, bà. Là cách để chúng ta giới thiệu một người nào đó với một người nào khác hoặc với một đám đông. Karakimashita. Karakimashita. Đến từ đâu đó. Đây là cách để nói về nơi mình sinh ra. America. America. Nước Mỹ. English. English. Nước Anh. Indo. Indo. Ấn Độ. Indonesia. 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 Bangkok. Bangkok. Hàn Quốc. Thái. Thái Lan. Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Deutsch. Deutsch. Đức. Nihon. Nihon. Nhật Bản. France. France. Pháp. Brazil. 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 Sakura Daigaku. Sakura Daigaku. Đại học Sakura. Fuji Daigaku. Fuji Daigaku. Đại học Phú Sĩ. IMC Power Denki. IMC Power Denki. Công ty điện IMC. AKC. Tổ chức AKC. Kobe Bioin. Kobe Bioin. Bệnh viện Kobe. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thấy hay và bổ ích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.